Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, người dân Quảng Trị cần cù, chịu thương, chịu khó, có ý chí khổ học, khổ luyện, đồng thời rất giàu truyền thống hiếu học. Tuy nhiên, Quảng Trị là tỉnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đời sống nhân dân ở một số vùng chưa ổn định, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương còn cao, nên việc học tập của con em trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Hội khuyến học tỉnh đã chủ động liên kết, phối hợp với các ngành, đoàn thể, xây dựng quỹ khuyến học ngày càng phát triển, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của xã hội ủng hộ nguồn lực rất to lớn để giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực cho học sinh sinh viên được tiếp tục đến trường. Nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động của nguồn quỹ khuyến học, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Em Lê Thị Huyền Trâm ở thôn Bích La Trung, xã Tân Thành là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã có lúc em đã nghĩ đến việc bỏ học, mặc dù học lực rất khá và biết bao ước mơ hoài bão vẫn đang còn dở dang. Thầy giáo về hưu Hàn Văn Minh đã nhận đỡ đầu dài hạn, tiếp sức cho em được đến lớp. Bằng sự trợ giúp của thầy 400.000 đồng mỗi tháng, 3 năm nay, Huyền Trâm đã được tiếp tục đến trường trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình. Hay trường hợp của em Nguyễn Tường Vu là tân sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ở khu phố An Hưng, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ. Vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn thuộc diện hộ cận nghèo, một mình mẹ là lao động chính, ba của Vu lại hay đau ốm, nên để bước chân vào ngưỡng cửa đại học là điều không dễ dàng với gia đình. Năm 2018, Tường Vu là một trong những tân sinh viên tiếp cận được với học bổng tiếp sức đến trường, thực sự là một món quà vô cùng ý nghĩa. Khi nghe tin con được đầu đại học thì rất vui mừng, công tác thêm đó, sau đó là cũng buồn, không biết làm thế nào để cho con có một cái số tiền để đóng học phí, vì đại học phí quá cao, trong ăn uống con nhà trò nữa, thì luôn tiền đấy cũng nghe tin là hội khuyến học cũng hỗ trợ cho con tôi một số vốn, một số tiền, dù to hay nhỏ. Gia đình tôi rất vui mừng, rồi cũng phải xoay sở thêm cho em để tiếp tục học cùng với bà bè, để không thể bỏ cho con ngưng học được, rất thôi. Trường hợp của em Huyền hay Tường Vu chỉ là hai trong hàng nghìn hoàn cảnh trên địa bàn tỉnh được nhận sự chia sẻ của toàn xã hội thông qua nguồn quỹ khuyến học trong suốt 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến nay, quỹ khuyến học cả cấp đã vận động được số tiền lên đến gần 320 tỷ đồng, riêng cấp tỉnh là trên 57 tỷ đồng. Đặc biệt ở tỉnh hội đã hình thành nhiều loại học bổng ổn định để trao hàng năm cho học sinh, sinh viên. Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp hội, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, nên việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và trân trọng. Với sự tham mưu tích cực của Hội khuyến học các cấp và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, việc triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương về phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Đặc biệt ở tỉnh ta, ngoài trách nhiệm chung thì các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh hội và một số huyện, thị xã, thành phố đã tìm kiếm các nguồn lực, trực tiếp kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài. Đó là động lực khích lệ, động viên kịp thời đối với cán bộ làm công tác khuyến học. Mặt khác, đội ngũ cán bộ hội hầu hết là tự nguyện, giàu tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, đã làm được vai trò nòng cốt liên kết phối hợp với nhiều tổ chức cá nhân cùng tham gia vào sự nghiệp trong người và sự học của người dân. Thì tất cả các cái nguồn học bổng từ quỹ khuyến học của tỉnh thì đều đã được là phân bổ và chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc, rất đầy đủ và kịp thời các cái nguồn học bổng từ các nhà tài trợ, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là những em mà có cái hoàn cảnh là khuyết tật hay là mồ côi cha mẹ bị bệnh ung thư thì chúng tôi đều được quan tâm để mà hỗ trợ cho các em.
Trên cơ sở quán triệt, triển khai rộng rãi và tổ chức tuyên truyền, vận động liên tục, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp hội đã vận động toàn dân xây dựng phát triển quỹ khuyến học, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài. Ủy ban nhân dân các cấp đã có các văn bản hướng dẫn động viên cán bộ, doanh nghiệp ủng hộ, xây dựng, phát triển, thành lập, quản lý quỹ khuyến học khuyến tài. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang, các thôn bản, khu phố, dòng họ, gia đình đều có các giải pháp sáng tạo trong việc xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài. Hội khuyến học tỉnh đã tranh thủ kết nối được với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo trong và ngoài tỉnh đồng hành cùng với hội khuyến học trong việc xây dựng quỹ. Học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn Quảng Trị đã được tiếp nhận nguồn hỗ trợ nhiều ý nghĩa, ngay cả tên gọi của nó như học bổng vững bước đến trường, mầm xanh, học bổng Laurentin, mai vàng, học bổng tiếp sức đến trường, học bổng hoa tình thương, học bổng lê mồng đào, ảnh trăng rằm, học bổng xích, học bổng vòng tay đồng đội, học bổng vì em hiểu học, học bổng của tổ Phật tử chính tâm chùa Quản sự Hà Nội, vân vân. Tất cả đều thể hiện sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội đến sự nghiệp trong người, có tác động và sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến phong trào toàn dân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, thúc đẩy công cuộc khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm vừa qua, đồng hành cùng với cái công tác khuyến học chung của tỉnh, thì công ty Điện lực Quảng Trị tham gia tích cực vào cái công tác này. Thì thứ nhất là chúng tôi là tạo ra được trong cái cơ quan đơn vị một cái tinh thần chung là từ cán bộ công nhân viên đến gia đình, đến con em trong cán bộ công nhân viên là lĩnh hội được cái tinh thần là khuyến học, khuyến tài. Để góp phần xây dựng quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh, Hội khuyến học tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng quy chế phối hợp công tác với các sở ban ngành, đoàn thể, các hội, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động xây dựng quỹ khuyến học, các phong trào gốc tiêu khuyến học, bùi chuối khuyến học, ổng tre khuyến học, heo đất khuyến học, đàn gà khuyến học, thùng lúa khuyến học, thùng quỹ khuyến học di động, liên hoan ca nhạc gây quỹ khuyến học để giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và chăm lo cho con em học tập. Tuyên dương thầy cô có thành tích trong giảng dạy, thưởng cho các em học sinh sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, hỗ trợ giáo viên vùng khó, xây dựng mái ấm khuyến học cho các hộ gia đình nghèo, vân vân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ngày quốc phòng toàn dân, Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng hai mái ấm khuyến học trị giá 120 triệu đồng cho hai gia đình đồng bào hộ nghèo vùng biên giới. Hội khuyến học tỉnh còn kết nối với một số tổ chức nước ngoài xây dựng nhiều điểm trường tiểu học, trường mầm non tại vùng sâu vùng xa. Bình quân quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị là 57.000 đồng một người, đứng thứ 6 trên phạm vi cả nước và số người hưởng lợi đứng thứ 8 trên phạm vi cả nước. Giai đoạn 2008-2018, bằng nhiều hình thức, quỹ khuyến học toàn tỉnh đã huy động được trên 319 tỷ đồng. Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động 57 tỷ 832 triệu 166 nghìn đồng, đã tổ chức trao học bổng hỗ trợ khen thưởng cho 470.920 đối tượng. Hội khuyến học tỉnh hỗ trợ cho 28.634 đối tượng. Quỹ khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã huy động được trên 23,4 tỷ đồng. Quỹ khuyến học xã, phường, thị trấn huy động được trên 35,3 tỷ đồng. Quỹ khuyến học tại các trường học, cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp huy động được gần 47 tỷ đồng. Quỹ khuyến học khu phố, thôn bản gần 25 tỷ đồng. Quỹ khuyến học dòng họ gần 44 tỷ đồng. Trong quá trình vận động, huy động quỹ thì chúng tôi đã nhận được cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Và cái sự chung tay hưởng ứng của tất cả các cấp cấp ngành và toàn xã hội. Và cái việc huy động này thì nó đã lan tỏa đến từng gia đình rồi. Thế và để tiếp tục có nhiều suất học bổng đến với các em học sinh sinh nghèo để khích lệ, động viên những cái tài năng tương lai của tỉnh nhà, thì chúng tôi đề ra một cái chỉ tiêu là
Đối với cấp tỉnh, mỗi năm phải huy động khoảng là từ 6 đến 8 tỷ đồng. Đối với các cấp huyện thì khoảng từ 2 tỷ đồng trở lên. Các xã thì khoảng 500 triệu. Và đối với các dòng họ, các gia đình thì đều cũng có cái quỹ khuyến học của gia đình để chăm lo cho các em. Tiếp tục duy trì cái mối quan hệ với các tổ chức cá nhân, với các đối tác, tạo được niềm tin tưởng và mở rộng thêm các cái đối tác mới để huy động được nhiều nguồn quỹ giúp cho các em học sinh sinh viên nghèo cũng như là các em học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong các kỳ thi quốc gia, kỳ thi quốc tế để mà khuyến tài. Thế và đặc biệt là chú ý đến cái khích lệ cái sự học của người lớn trên địa bàn tỉnh ta. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và công tác xây dựng quỹ khuyến học thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả cấp ủy đảng, chính quyền. Chính vì vậy, hầu như mọi nơi từ mỗi ngõ xóm, mỗi dòng họ cho đến các xã, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đều xây dựng và có quỹ khuyến học. Đến nay đã hình thành hệ thống quỹ tương đối bền vững và nguồn quỹ khuyến học đó đã thật sự trở thành quỹ xã hội, góp phần chăm lo sự nghiệp trong người, đem lại sự công bằng xã hội trong giáo dục đào tạo, có tác động tích cực đến giữ vững, ổn định về quy mô và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường, hạn chế trẻ em bỏ học, tác động đến phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho các em học sinh trên quê hương Quảng Trị.